trời nó đang mưa bão. Căng Minh khui hàng trong nhà. Và những cặp MR922 nữa. Toàn những cặp đẹp cực kỳ luôn. Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em tiếp tục với video trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng huyền thoại 3 số MR925 đời có dâu, đẹp cực kỳ luôn. Những cái sản phẩm âm thanh Pro Mỹ bãi hàng tuyển chọn, liên tục cập bến để cung cấp phục vụ các bác quý anh em trong những cái tháng cuối năm này. Đấy, cái con tem trước mặt e-căng này. Và cái mút xốp, cái lỗ thông hơi còn nguyên vẹn, đẹp cực kỳ luôn nha. Wow, mọi người thấy không? Từng con ốc, từng cái bo góc này, con chép này. Khang Minh quay rất là chậm thôi. Và trên lóc qua. Đấy, con tem. Wow, kinh khủng. Nó lét căng luôn. Cái tem hông GVL. Đây là bụi bẩn này. Bụi bẩn một chút thôi. Cái bo góc. Mọi người nhìn cái con tem phê không? Bẩn này. Đấy. À, thông tin phía sau. Đây thì Khang Minh che cái chỗ ngược sáng lại, chúng ta xem cái màu và xem cái model này. MR925 loa 8 ohm, made in USA. Từng cái chân 6 ly này. Đây thì Khang Minh xoay nó ra ngoài sáng nhá. Đấy. Từng cái chân 6 ly nó sáng choang soi gương được. Quá đẹp. Điều chỉnh sự bị công này. Đấy. Rồi. Bò góc. Phía sau. Tí nữa chúng ta tiến theo tiếp cái mặt tiền. Xem cái bát cái chép. Và đây là cái bên hông. Tiếp theo. Đấy. Bẩn một chút này. Cái tem này. Kinh khủng không? Quá đẹp. Tay sách. MR-CG. Từng con ốc. Bo góc này. Bẩn này. Bên ngoài trời đang mưa bão cho nên là Khang Minh quay trong nhà. Đấy. Vừa lại mưa rất là to luôn. Bây giờ lại hửng nắng rồi. Nhưng mà ngoài đường vẫn ướt. Rồi, đúng rồi. Một cái loa kế tiếp. Xoay ra ngoài đi. Khang Minh sẽ quay luôn cái loa số 2. Con tem này. Đấy, JBL MR-CG. Rất là đẹp. Và cái loa khui ra thôi nhá. Thơm lừng. Đặc trưng nguồn hàng Mỹ, nguồn hàng công cao. Bo góc. Và cái mút xốp còn nguyên vẹn. Quá tuyệt vời. Cái rốn keo chỉ này. Và cái màng tím ngắt. Từng con ốc bắt cái chép 2418H. Đấy. Chi tiết. Huyền thoại 3 số. Tiếp tục có hàng. Với cái tình trạng gọi là siêu đẹp. Chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng nó. Rồi tiếp theo. Bên hông. Wow. Cái tem hông này. Kia là chiếc loa số 1. Đây là chiếc loa số 2. Mọi người thấy không? Trắng tinh. Phẳng tít. Lét căng luôn. Bo góc này. Đấy. Phía áp đất. Tay sách. Và phía sau. Cái loa số 2. MR925 8 ohm CG made in USA. Chân 6 ly này. Có lẽ là Khang Minh sẽ xoay ra. Đây. Còn bên này nữa. Hùng ơi. Xoay cái loa ra. Bên kia. Để chúng ta xem cái bên hông. Đấy, đấy đấy. Rồi. Chiếc này. Khang Minh quay thêm cái rốn keo chỉ. Đó. Cái kia thì nó ngược dâu sang bên này. Sau đó Khang Minh sẽ lắp xuôi dâu.
vào hướng 7 giờ nhá. Cái dâu của JBL thường thường là chúng ta sẽ để hướng 7 giờ. Đây này. Đấy, mọi người thấy không? Cái dâu này thì nó lại quay cái hướng 5 giờ. Xoay nó ra bên này, sau lắp lại. Đó. Cái tem này. Wow. Led căng luôn. Tay sách. Đây này, bẩn này. Khe kẽ này sau lau đi. Để cái chổi đánh là quét cái này nó ra nó sạch luôn. Phía áp đất này. Wow, quá đẹp luôn. Tiếp tục nhá. Xoay cái phía sau ra xem những cái chân cắm. Đây. Đấy, nó hơi bụi bặm một chút thôi. Chân 6 ly này. Mọi người thấy không? Đây này, bẩn này. Sáng long lanh luôn, soi gương được. Đó. Rồi. Bên này, khăn bên quay lốp. Xoay lốp cái bên hông này ra bên ngoài. Đây đó. Một tay mình cầm điện thoại quay, một tay mình xoay không có được. Đấy. Đẹp chưa? Tay sách này. Bỏ góc này. Rồi, bây giờ Hùng để hai cái loa gần nhau. Xoay ra ngoài này. Cho ở giữa nhà đi. Gọi là soi và xem. Chân dài huyền thoại 3 số 925 hoặc là 922. Các bác quý anh em quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Và mọi người có tin là cái cặp này, cái nội thất củ bác củ chép nó sáng choang không? Sáng soi gương được luôn. Và trong thùng ấy, gần như là không có một hạt bụi. Đấy, Khang Minh nói sơ qua như vậy thôi để các bác quý anh em nắm được những cái sản phẩm hàng hiếm mà Khang Minh cập bến tuyển chọn về. Chắc chắn như lời Khang Minh nói, không bao giờ sai. Mà giờ 925. Số điện thoại và địa chỉ Khang Minh để bên góc trái nha. Để các bác quý anh em tiện cho việc liên hệ và inbox. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại mọi người ở những video tương tự kế tiếp lần sau. Đây này, Khang Minh bỏ cái bát ra để xoay lại cái hướng dâu. Cho nó hai cái đúng hướng 7 giờ. Và quay thêm ít phút nữa chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng một cái sản phẩm có thể nói là cực kỳ hiếm. Nói chung là như là vừa sản xuất ấy, như là chưa sử dụng luôn. Cái sắt xi khe từ long lanh 7 màu. Và cái nhôm xương loa. Mọi người thấy không? Gọi là soi gương được luôn. Đẹp kinh điển. Wow. Và chúng ta soi vào cái nhện và cái cổ keo. Đấy. Nhện này màu bã trầu và cái cổ keo màu mật ong. Đấy. Và Khang Minh sẽ xoay để chúng ta xem thêm những cái thông tin xương rồi thì tem triện đây. Và củ 2032H này. Đấy. Xoay thêm để xem cái đây. Cái Sejima. Đấy. Mọi người thấy không? CG màng nhá. Nhện này, cổ keo này. Xoay. Xoay. Những cái vết bẩn này là những cái mặc định, cái keo nó định vị cái từ với lại cái sắt xi, cái xương loa nhá. Để mọi người quý anh em nắm được. Wow. Kinh khủng. Rồi, Hùng ơi. Mang vào. Úp úp. Úp hạ xem cái lưng bên trên. Úp xuống đây. Wow. Kinh khủng không? Nhìn quá sợ luôn. Cái sắt, cái lưng này. Cái lỗ của cái củ ba này. Mới cứng luôn. Quá dạ mà. Thực sự là chúng ta tiến vào đây để mang bát vào đây. Để Khang Minh quay thêm cái nội thất. Nó đẹp gọi là từng cái lỗ cắm cọc luôn, nó còn mới cứng từng con ốc. Sáng quắc. Đây. Đó, Khang Minh dừng lại này. Mọi người thấy không? Và cái nội thất nhá. Bông tiêu âm. Thùng loa. Như là chưa có tay người động tới. Vàng ươm luôn. Phân tần này, hai lớp. Phân tần thì cũng giống như là màu giờ 905. 925, 905. Phân tầm giống nhau hoặc là 922
thì phân tần sẽ giống với 902. Thôi được rồi, cứ để lại, tí nữa Khang Minh sẽ điện lại. À, và cái củ chép 2418H đấy. Wow. Đây là cái lớp ló cái ánh sáng của cái bóng điện nhá. Đây, Khang Minh sẽ cầm cái con chép lên để các bác quý anh em thấy được cái sự long lanh bảy màu của cái củ chép và cái củ bát. Đấy, kinh khủng không? Đó, 2418H. Mà giờ đầu 8 thì nó chạy là 2416H. Mà giờ đầu 9 thì là chạy 2418H. Và củ bát thì giống nhau, 2032H. Quá tuyệt vời luôn. Từng cái con ốc này. Đấy. Và cái cốc để chúng ta cắm cọc này. Cái thùng từng cái vân, từng cái thùng vân gỗ. Các bác quý anh em thường bảo là vân gỗ ốc chó ấy. Đấy, nhưng mà không phải vân gỗ ốc chó, nó là gỗ ép nhiều lớp của JB đặc trưng rồi. Thơm phức luôn. Từng cọng dây này của chép, của bát. Đó, huyền thoại ba số đẹp hiếm gặp luôn. Chiếc loa còn lại. Cái dâu này. Đó, đâu rồi? Em mang bát vào đây. Quá tuyệt vời. Anh đây. Còn chứ em? Nhiều.